Hello, xin Hello, chào xin tất chào cả tất mọi cả mọi người. người. Chúng tôi đi kích cá. Đi kích cá. Đi xem ra sao. Được mấy con nữa. Hôm qua kích được 9 con. Hôm nay nữa là không biết nữa. Đi nó quá chích. Đây là mươn kích cá của bạn này. Tôi xin giới thiệu. Máy là máy kích cá. Máy độ. Máy mà là kích cá từ Tai phát nghe. thanh từ tai nghe. Đây. Máy kích đây. Đây là dây mát, đây là dây nóng này. Hôm nay chúng tôi sẽ đi bắt cá. Yo. Người không chết. Nên là hôm qua cái này nhiều lắm mà. Nên là đã thấy cá đâu. Con ca kia, bắt nó đi. Con rồi, từ nay giờ đã đặt... Bác mua thằng dài gai đi nhỉ. Đó, con to đây này. Chín con mà. Chín con bên này bác mua thằng dài gai đi. Thích thích không? Con cái này to to như nhỉ. Ừ. To lắm. Dạ, mày nghe đấy. Dạ hả? Ừ.
Mày mình mua Ừ. Hà Nội, Hà Nội. Hôm bữa là làm Hà Nội mua cái máy cái gì nhiêu? 3 triệu rưỡi. Ba triệu rưỡi. Ồ mắc nhỉ, mắc lắm. Bên kia toàn cái xe này không những cái xe này bên đâu. Sao sao để mua cho em một cái đặt cho em nhá. Bữa sau á, Bữa sau đặt cho em một cái nha. mua một cái đưa tiền cho Mình đưa trước 1 triệu rưỡi trước được không? được Được nha. mai mai được không, Được luôn. để mai mình điền cho Mày mày được đặt cọc 1 triệu rưỡi nha. rồi mình mua mẹ mình Nói mua này thật thật nha. mình mua mẹ này này ngon lắm, cắt ca cái ca này ngon ngon Mẹ này ngon thật nhỉ, một có tay nghe nữa. mẹ này không cần cần vui đâu, Có người cho thôi. mẹ này hai người mới bắt được cả Mẹ đấy. hai mẹ ba 3 triệu mà má. Mẹ 3 triệu mà hai người mà cũng bê được, một người kích này một người bê cái mẹ này này, Mẹ đào chân nữa đây này. Đây là tôi bao đây này, Đào chân đây này, đi kích này. Hôm qua vẫn cao lắm, hôm qua vẫn mình kích bên kia, bên kia có không có chim con. Đây mình ngại chứ, mình ngại đá chúng đá mình ngại chứ. Hôm Hôm à. qua đi đi chạy gạ tay tay chia xe đây này, đi quay quay chân chân luôn. À, biểu mà giờ lại con đi kích nữa mà, nhưng mà hên có 2 con to rồi. hết nhỉ Nhờ kích anh khoe nhà nó kích được được ba bao triệu nhiêu má. Đi nè, để đâu giờ nong nó đây 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 giờ nóng này đây giờ nong nó à. Bây giờ mát này đấy. Để con phải không? Đấy. Để chưa? Để cộng, để chưa mà, để Chưa. cộng mà. Pin này khoe thật nhỉ? Nhưng mà nó cũ rồi khoe nhỉ? Mà thay không? Mà thay chưa đây không? Chưa nào mình cứ biết là chưa khúc 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 cho 10 là cái gì không biết không? Mình sơ xong cho trăm. Cho mấy chẳng muốn. Khoe, pin này khoe. Khoe, nhưng mình... Đau đi. Đau lắm. Tung nước rồi nó không nhìn nữa. Bạn rõ này, rõ thật đi. Thèm quá à? Thèm lắm. Thèm quá à? Đi, về nha. Cái gì ra không được à? Đi kít đi, đi về. Trời mưa lắm, trời mưa, sắp mưa rồi. Nó gần lắm đây này. Từ từ, lại cũng mạnh nghe cả đó. Đưa đây. Hai. Những khúc nước bắt được hai con này, kích này là mất thật nhiều, chứ có hai người mà kích được. Nhưng cũng đưa yêu thêm người mà Lâm người làm cái gì? Điên. Ăn ngon lắm, ăn mình chưa, đi chưa. Đã điên rồi, còn món bên tiếp. Biết bao giờ con tim này được nghỉ ngơi. Thấy luôn bao chỗ có đời. Bởi nó con to. Hai con to lắm, hai con đây. Hello, bắt được ba con rồi. Đây mà tin đi. Mẹ, cái kèo như là nghe được ca là nó cúc cúc cắt cắt không á. Cua không? Không có được con cua chạp lo á. Mày cắt chăng, cắt chăng, cắt cắt lại, con cá, cá kia. Cắt cá kia.
đây cá chê. Đây là cá chê nha. Mình bắt được 2 cá chê rồi. Ba con rồi. Yeah. Anh em mình là ăn cà rốt. Yeah. Tình mình ba con chè gà đu rồi. Một chắc. Hai con rồi, bắt em kích được 2 con rồi. Hello, anh em mình là ăn. Đây nè, về đi, về đi. Về đi. Rồi mời. Mọi người hôm nay anh em mình đi kích cá nhưng mà ra ít thôi. Các bạn hay đang xem, hay đăng ký kênh và like men cho hay theo dõi còn nhiều hơn clip hay này cho các bạn xem. Rồi cho các bạn xem nhiều còn nhiều hơn được. Xin chào các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Bye.